Phật dạy 15 kiểu người này chỉ nên bắt tay xã giao, tuyệt đối không nên kết thân. Kính thưa quý vị, nếu muốn không gặp họa thì tuyệt đối đừng kết thân với những người này. 15 kiểu người không nên kết thân. 1. Những người giả tạo, ngụy quân tử chính là kiểu người không nên kết giao, bởi vì sự dối trá, đội lốt chính nghĩa, kẻ thủ đoạn toan tính, bên ngoài sự lương thiện chính là kẻ nguy hiểm nhất. Cũng vì thế mà những người dạng này ẩn nấp rất kỹ, khó nhìn ra lòng dạ thật của họ. 2. Người vô ơn là loại người tuyệt đối nên tránh xa, vì người phong ơn thì tất sẽ phụ nghĩa. 3. Người giỏi A-dua tâm bốc không thể kết giao, người này luôn luôn là nhìn gió đẩy thuyền, gặp lợi quên nghĩa, vô cùng ích kỷ, không biết nhân nghĩa, là loại người nguy hiểm nhất trong cuộc đời. Nhẹ dạ cả tin, kết giao với loại người này thì không biết sẽ là phúc hay họa. 4. Người hám lợi, xem hoàn cảnh điều kiện mới kết giao để đạt được mục đích, thu lợi về cho mình. 5. Người hứa hưu hứa vượn, đem lời nói làm trò tiêu khiển, vui đùa, thuận miệng hứa hẹn rồi không thực hiện, nói không giữ lời. 6. Người mà chuyện gì cũng tính toán chi đi, lúc nào cũng lo sợ bản thân sẽ phải chịu thiệt thòi, hành vi mờ ám, thủ đoạn bất chính, giống như phải chiếm được lợi ích rõ ràng mới khiến họ cảm thấy yên vui. Loại người này kết giao có gì tốt? 7. Người không có lòng thương người không thể kết giao. Họ hoặc là tâm địa độc ác, hoặc là ích kỷ vô cùng. Làm bạn với người này giống như làm bạn với sói. Cổ nhân dạy, muốn cuộc sống tươi đẹp thì đừng kết giao với 15 người này. 8. Người tham phú phụ bần, đối đãi với người khác mà phân biệt sang hèn. Giàu thì nịnh bợ yêu thương, nghèo thì khinh khi bạc đãi, không thật lòng đối đãi với người khác. 9. Người nham hiểm, lòng dạ khó lường, là loại người mà cổ nhân dạy nên tránh xa, bởi thâm sâu khó đoán, thường xuyên tính kế, không biết lúc này hay lúc khác sẽ ngầm hãm hại mình để đạt được mục đích. 10. Người mà lúc nào cũng than thở và oán trách số phận hay oán trách người khác, nhìn bất cứ đâu cũng cảm thấy không thuận mắt, làm việc gì cũng cảm thấy không vừa ý, nên luôn luôn gặp khủng hoảng và dễ dàng phản đối mọi việc. Nếu gần gũi kiểu người này quá lâu, bạn sẽ bị nhiễm những năng lượng xấu và cái cách nhìn đời u ám của họ. 11. Người nhiều chuyện, ngồi lê đôi mách, thích bàn tán chuyện không phải của mình. Người như vậy sẽ dễ dàng tạo thành khoảng cách, gây thị phi, tổn hại cho người khác bằng câu chuyện chưa rõ đúng sai. Tốt nhất là không nên kết giao. 12. Người bất hiếu, không trân trọng cha mẹ, là người thiếu phẩm cách, thiếu đạo đức. Đó là loại người cổ nhân khuyên không kết bạn vì cha mẹ mà còn không đối xử tốt, vậy thì có thể tốt với ai đây? 13. Người chơi bời lêu lổng, không chí thú làm ăn, là biểu hiện của việc thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức cùng phương thức nhân sinh, lười nhác. 14. Những người tự phụ thường tỏ ra kiêu căng và tin rằng mình hoàn toàn kiểm soát được mọi thứ. Họ tự tin thái quá về bản thân mình và ít khi coi trọng ý kiến của người khác. 15. Người trốn tránh, ít khi tự nhận trách nhiệm về mình. Thứ họ thích làm đó là chỉ tay vào người khác và không bao giờ chịu thừa nhận họ có lỗi. 6 kiểu người không nên hợp tác. Thứ nhất, không bắt tay với người quá tư lợi, bởi họ không nhìn thấy những gì người khác bỏ ra mà chỉ chăm chăm để ý tới cái được mất của mình. Thứ hai, tránh hợp tác với người không xem công việc là sứ mệnh, bởi kiểu người này chỉ coi việc kiếm tiền là mục đích tối thượng. Thứ ba, không làm chung với kẻ không có tình người. Ở chung một chỗ với họ sẽ chẳng có lấy một ngày sung sướng, thoải mái. Thứ tư, đừng hợp tác với người thường xuyên lãng phí công sức và thời gian, bởi họ sẽ tiêu hao nguồn năng lượng và công sức của bạn một cách vô ích. Thứ năm, không bắt tay với kẻ vô ơn.
mọi công sức và tâm huyết của bạn sẽ trở nên vô nghĩa trong mắt người đó. Thứ sáu, đừng làm chung việc gì với người không có nguyên tắc đạo đức, bởi nguyên tắc duy nhất của họ chỉ là kiếm lợi mà thôi. Hãy ghi nhớ thật kỹ bốn chữ không này trên đường đời để có sự nghiệp thành công, cuộc sống viên mãn. Kính thưa quý vị, hãy ghi nhớ thật kỹ bốn chữ không này trên đường đời để có sự nghiệp thành công, cuộc sống viên mãn. Nếu bạn muốn thay đổi và tác động vào sự nghiệp của mình, đừng bắt đầu từ ngọn, đừng chăm chăm vào kết quả, mà hãy dồn trọng tâm vào phần gốc, nguyên nhân bắt nguồn từ chính bản thân bạn. Chỉ bằng cách này, bạn mới thực sự nắm thế chủ động trong bất kỳ tình huống nào. Trong vô số câu chuyện thành đạt, truyền cảm hứng ngày nay, một trong những bài học nổi trội được rút ra là mỗi thói quen, mỗi hành động, mỗi xu hướng tư duy riêng biệt đều sẽ dẫn tới kết quả nhất định. Chắc chắn, rất nhiều người đều hết lòng tin tưởng rằng thay đổi thái độ là chìa khóa mở cửa thành công. Chúng ta điên đầu tìm cách thay đổi hành vi của mình, mất hàng ngày, hàng giờ để phân tích những yếu điểm trong những gì chúng ta làm, mà lại quên mất rằng chúng ta cần bắt đầu từ gốc rễ, từ nguyên nhân quyết định nên hành động. Tư duy điều chỉnh hành vi, tư duy thay đổi, hành vi cũng thay đổi theo. Vì vậy mới có câu, gieo suy nghĩ, gặt hành động. Và cũng vì thế, có nhiều người không thực sự hành động, nhưng vẫn đạt được mức độ thành đạt nhất định. Đó là bởi vì họ nắm vững quy luật của tư duy, hành vi. Chỉ bằng cách thay đổi nhận thức, tiến chỉnh suy nghĩ, ngay lập tức mọi việc sẽ khác. Dưới đây là bốn chữ không bạn không bao giờ nên tư duy theo hướng ngược lại. Chỉ đơn giản bằng việc tuân thủ bốn nguyên tắc này, bạn sẽ tiết kiệm được kha khá sức lực tinh thần, cũng như là suy nghĩ tích cực để mở cửa cho cuộc sống hạnh phúc viên mãn hơn. Không có vận đen tuyệt đối. Theo luật nhân quả, chúng ta hiện tại là kết quả của những gì chúng ta từng làm trong quá khứ. Vì vậy, đừng đổ lỗi hay là đau buồn gì cho hiện tại, bởi những gì đang xảy ra bắt nguồn từ chính bản thân bạn. Bạn muốn sống hạnh phúc hơn, thay đổi ngay từ bây giờ đi. Tuy nhiên, đừng bao giờ đầu hàng số phận. Đừng chỉ có ngồi đó và gặm nhấm nỗi đau của mình. Hãy thay đổi những gì cần thay đổi để làm tiền đề cho một tương lai tốt hơn. Theo cách nói của James Day, một người có sức mạnh là người biết chấp nhận thử thách và